Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Ngày Tốt Toàn Thư. Chúc quý vị đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, bước sang tuần cuối cùng của tháng 2, ba con giáp dưới đây sẽ gặp may mắn nhất trong tuần. Các bạn sẽ đón nhận cơn mưa tài lộc, vận may bất ngờ ập tới. Người thì được cấp trên khen thưởng, đề bạt, người thì nhận được lời tán dương của đối tác. Vì vậy mà các hợp đồng được ký kết một cách nhanh chóng cơ hội hợp tác làm ăn đến liên tục, giúp cho bạn có cơ hội thoát nghèo, đổi đời. Nhiều bạn sẽ nhận được những khoản tiền bất ngờ. Về mặt tình duyên, các bạn sẽ vô cùng hạnh phúc vì tình yêu thăng hoa, được bạn đời, người yêu hết mực yêu thương, quan tâm chăm sóc. 1. Tuổi tí Người tuổi tí được dự báo sẽ có một tuần làm việc nghiêm túc và tập trung cao độ nhờ chính quan nhập cục. Nhờ vậy, hiệu suất được tạo ra cũng rất đáng nể, bạn có thể nhanh chóng giải quyết được những việc tồn động đã lâu. Trong khi người khác vẫn đang loay hoay tìm cách thì bạn đã bắt tay vào hành động từ bao giờ. Thói quen tiêu tiền theo ngẫu hứng, thích gì mua nấy có thể khiến số tiền trong túi của bản mệnh bốc hơi nhanh chóng. Bạn cần học cách kiềm chế bản thân trước những nhu cầu ngắn hạn đó và chỉ mua sắm những món thật sự cần thiết. Phương diện tình cảm trong tuần khá tốt nhờ các tinh đào hoa soi chiếu. Tuổi này hãy tận hưởng hạnh phúc mà mình đang có trân trọng người đang ở bên cạnh và sống hết mình với cuộc sống hiện tại. Bạn đang có những điều khiến người khác phải mơ ước và ngưỡng mộ vô cùng. Với những người tuổi Tý độc thân, bản mệnh có thể gặp được một vài đối tượng triển vọng trong các buổi xã giao, tiệc tùng với khách hàng, đối tác hoặc trong các buổi tụ tập, bạn bè gặp gỡ. Theo dõi tử vi tuần cuối cùng tháng 2 của 12 con giáp âm lịch, về phương diện sức khỏe của con giáp tuổi Tý không có vấn đề gì đáng lo ngại thời tiết không phải là tác nhân gây ảnh hưởng tới bạn quá nhiều người tuổi tí nên cẩn thận để tránh chấn thương từ những vật sắc nhọn và phụ nữ đang mang thai nên chú ý bạn cần chăm sóc cơ thể tốt giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng chăm chỉ tập luyện các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi giữ tâm trạng và tinh thần tốt nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến tình hình sức khỏe của bạn trong tháng sau bên cạnh đó Tuổi tí cũng cần chăm sóc cả giấc ngủ và cố gắng loại bỏ những căng thẳng, áp lực trong công việc và cuộc sống diễn ra mỗi ngày mới có thể cải thiện được tình hình. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi tí cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2 tuổi dần tuần mới có nhiều dấu hiệu hậu thuẫn cho vận trình tình cảm của con giáp tuổi dần nhưng chỉ vì ngại ngùng mà bạn không dám thể hiện tình cảm của mình đối với người ấy đừng đánh mất cơ hội đang tốt của mình những cặp đôi cũng nhân lúc này mà hòa giải những căng thẳng trong cuộc sống cát tinh chiếu mệnh mang lại những niềm vui mới để tuổi dần có thể bắt đầu lại mọi việc trực giác tuyệt vời sẽ giúp bạn tạo ra những ý tưởng đáng chú ý và khám phá to lớn những suy nghĩ và nguồn cảm hứng của bạn cũng thay đổi đáng kể trong tuần này. Đầu tuần chỉ may mắn một chút, là người tuổi Dần đã phải đối mặt với nhiều khó khăn mà kiếp tài đưa tới vào giữa tuần, mang tới thách thức từ tinh thần cho tới tiền bạc, sẽ có những người cảm thấy chán nản, muốn thoái lui, không tiếp tục cố gắng được nữa. Bản mệnh chỉ cần điều chỉnh yếu tố tinh thần một chút nữa là mọi việc sẽ khác. Tuy vậy tài vận của con giáp này lại cực kỳ thịnh vượng trong tuần này, tài lộc khá ổn định việc làm ăn hợp tác rất tốt nên tận dụng thời gian này để tìm đối tác phù hợp cho những kế hoạch sắp tới của mình người làm kinh doanh nói chung công việc ổn thu về nhiều tiền và có thể dùng vốn đầu tư thêm nữa chắc chắn bằng sự nỗ lực của mình bạn sẽ mở thêm được nhiều cơ sở gây dựng thêm uy tín chỉ là đừng quá mạo hiểm đầu tư lớn cũng phải biết đối tác hay người kết hợp làm ăn với mình như thế nào để phòng ngừa lừa gạt về cơ bản thì tình hình sức khỏe của người tuổi dần khá ổn định trong tuần này bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng hẳn nhiên là khó tránh được bệnh vặt tuy nhiên tinh thần bạn tích cực lạc quan thì mọi việc sẽ ổn người trẻ nên kết hợp công việc và nghỉ ngơi hợp lý trong khi người trung niên nên hạn chế thức khuya tập luyện hợp lý phụ nữ tuổi dần nên chú ý các bệnh lặt vặt như phụ khoa đau dạ dày áp lực từ công việc là không thể tránh khỏi với các gia chủ tuổi dần trong thời gian này bạn cần sắp xếp, bố trí thời gian biểu hợp lý để vừa đảm bảo hoàn thành công việc, vừa có thời gian nghỉ ngơi thư giãn. Tuổi dần nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phù dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. 3. Tuổi mão Cuối tháng 2 âm lịch là thời điểm người tuổi Mão bứt phá mạnh mẽ trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, nhờ có nhiều sao tốt chiếu mệnh mà con đường bản mệnh đi trong thời gian này sẽ cực kỳ hanh thông, bạn gặp được nhiều may mắn đúng như mơ ước. Bản mệnh hãy vươn lên bằng chính sức của mình, giữ sự độc lập tự chủ cần thiết, bạn không cần phải bước theo bước chân của bất cứ ai hay vội vã đuổi theo tiến độ của người khác. Hãy giữ sự kiên định và bạn sẽ đạt được điều mà mình muốn, ví dụ như thăng quan tiến chức hoặc phát tài tử vi cho rằng đây là một tuần khá thuận lợi mọi việc tiến triển suôn sẻ hanh thông bản mệnh tạo được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh thời gian này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp cho những người tuổi mão trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình bên cạnh đó bạn cũng biết phát huy sức mạnh của tập thể sử dụng các kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ với những gia chủ tuổi mão trẻ tuổi nhiều tham vọng thì tuần này không phải quá may mắn bạn cần bình tâm trở lại nên đặt sự ổn định lên đầu không nên đầu tư vào các dự án mới trong thời gian này cảm xúc của bản mệnh lên xuống thất thường gây ảnh hưởng ít nhiều tới chuyện tình cảm người đã lập gia đình không dành nhiều thời gian bên nửa kia khiến đôi bên trở nên xa cách và thiếu sự thấu hiểu khiến số lần chiến tranh lạnh nhiều lên trông thấy hãy bao dung và nhường nhịn nửa kia chủ động nhận lỗi dù lỗi thuộc về ai đi chăng nữa để giữ gìn hòa khí tuần này gia đình bạn cũng có chuyện vui có thể là lễ cưới của con cái hoặc một chuyến đi du lịch xa đây là một cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình cải thiện mối quan hệ của bạn với các thành viên là một người sáng tạo với những thứ mà mình yêu thích người tuổi mão sẽ tìm thấy niềm vui và yêu thích việc tận hưởng những giây phút vui vẻ với đồng nghiệp bạn bè và đưa ra các ý tưởng thú vị nhờ thế bạn cảm thấy hoàn toàn hài lòng với các quyết định của mình trong tuần thực thần xuất hiện đầu tuần mang lại niềm vui nhưng cũng có thể là sự chủ quan khiến bạn dễ phạm sai lầm nếu không đủ tỉnh táo. Sẽ có kẻ lợi dụng trong lúc bạn vui để đánh vào sơ hở của bạn, vì thế trong hoàn cảnh nào cũng phải đề cao cảnh giác. Mão thái âm cát tinh đặc biệt tốt cho nữ mệnh thuộc tuổi này, Phu trợ công việc, nhân duyên của bản mệnh được suôn sẻ, hành thông, một số khúc mắc trong tình cảm lúc này cũng có cơ hội được tháo gỡ. Bản mệnh tuần này được chính quan nâng đỡ nên đường công việc rất may mắn. Những người đang chờ đợi tin thi cử, bầu cử, xin việc hoặc xét duyệt lương sẽ có tin vui. Bạn xứng đáng có được những điều tốt đẹp vì đã cố gắng hết mình. Tuổi mão nên sử dụng vật phẩm phong thủy linh phủ dài hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra ba con giáp may mắn nhất trong tuần 4 của tháng 2. Quý vị có thuộc một trong những con giáp ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo xin cảm ơn